Cô xin chào tất cả các bạn. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là cô Chiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 năm. Hôm nay cô sẽ giảng cho các bạn môn toán bài đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc. Trước khi vào bài học, các bạn cần chuẩn bị cho cô thước kẻ, bút chì, gom, vở luyện toán, vở nháp. Sau khi học xong bài này, các bạn cần nắm được thế nào là đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng, ba đoạn thẳng và biết cách tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng đó. Các bạn đã chuẩn bị cho cô đầy đủ đồ dùng chưa? Nào, chúng ta cùng sang bài học ngày hôm nay nhé. Cô giới thiệu với các bạn, đây là đường gấp khúc A, B, C, D. Đường gấp khúc này gồm 3 đoạn thẳng. Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng BC dài 4 cm, đoạn thẳng CD dài 3 cm. Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD. Để tính được đường gấp khúc này, ta chỉ cần lấy các số đo cộng lại với nhau. Ta lấy đoạn thẳng AB dài 2 cm cộng đoạn thẳng BC 4 cm cộng đoạn thẳng CD 3 cm. Vậy các bạn tính dùm cô xem kết quả ra bằng bao nhiêu nào? Các bạn tính xong chưa? Và chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Đáp án của cô ra 9 cm. Bạn nào ra kết quả giống đáp án của cô, tức là các bạn đã tính đúng. Vậy độ dài đường gấp khúc là tổng độ dài các đoạn thẳng trên đường gấp khúc đó. Cô giới thiệu thêm cho các bạn đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng. Đó là đoạn thẳng M, N, P, Q. Và đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng A, B, C, D, E. Cô vừa hướng dẫn với các bạn về đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc. Bây giờ chúng ta cùng sang phần bài tập nhé. Ở bài tập số 1, yêu cầu các bạn là nối các điểm để được đường gấp khúc gồm A, hai đoạn thẳng. Để nối được đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng, chúng ta phải có 3 điểm, tức là điểm A, điểm B và điểm C. Chúng ta dùng thước kẻ và bút chì nối từ A đến B, từ B đến C. Như vậy, các bạn đã nối được đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng rồi đó. Ngoài ra, các bạn còn có thể nối theo nhiều cách khác nhau. Các bạn sẽ vận dụng vào để làm cho cô bài tập số 1, trang 11, vở luyện toán. Câu B. Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng. Để nối được 4 đoạn thẳng, chúng ta phải vẽ được 5 điểm. Đó là A, B, C, D, E. Các bạn có thể nối theo nhiều cách khác nhau để được đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng. Chúng ta sẽ vận dụng vào tính độ dài đường gấp khúc để giải bài toán có lời văn. Bài tập số 2. Các bạn chú ý nghe cô đọc bài toán. Chú rùa bỏ đoạn đường từ M đến N phải đi qua E và H như hình vẽ. Hỏi chú rùa phải bỏ đoạn đường dài bao nhiêu để cm? Đây là
Hình vẽ minh họa cho bài toán. Chú rùa bò từ điểm M đến điểm E dài 7 dm. Từ điểm E đến điểm H dài 2 dm. Từ điểm H đến điểm N 8 dm. Dựa vào bài toán và hình minh họa cho bài toán, các bạn suy nghĩ, đặt lời giải và phép tính phù hợp để giải bài toán này. Các bạn giải bài toán này ở vở luyện toán trang 11. Để khắc sâu thêm kiến thức, chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 3 nhé. Các bạn chú ý nghe cô đọc bài tập số 3. Một đoạn dây thép được uốn thành hình chữ nhật có số đo như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây thép đó. Các bạn giải bài toán này vào vở luyện toán trang 11. Tương tự như vậy, các bạn vận dụng vào làm bài tập 4, 5, trang 12, vở luyện toán giúp cô nha. Như vậy, ở tiết học này, cô đã hướng dẫn các bạn nhận biết về đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng, 3 đoạn thẳng, 4 đoạn thẳng và biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết các độ dài các đoạn thẳng đó. Các bạn sẽ vận dụng vào những kiến thức mà mình vừa được cô hướng dẫn để thực hiện các bài tập còn lại. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Cô mong các bạn tiếp tục tập trung để học các tiết tiếp theo đạt hiệu quả nha. Cô chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn chăm ngoan học giỏi nhé. Xin chào tất cả các bạn.